gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở đồng này, là đồng của phường 5, đối diện với đồng Cầu Xéo, chỗ quán câu cá này cả nhà. Mấy anh em bữa nay quay trở lại về đây tiếp tục là mình cắm câu nè, rồi tối thì có tiếp mục là bắt ếch, bắt ếch đồng nước bơm. Thì sớm ta bơm bên này được mớ nè, ở ngoài kia thì đang chuyển mưa nhưng mà chắc ổng mưa không nổi. Giờ thì mình dựng cái chòi cho xong. Cô già điện em ơi. Ừ. Anh em chắc chia ra đi đi kiếm gì đó lại nấu cơm ăn, tới chiều một chút mới đi cắm câu. Hôm nay ở đây thì cũng mưa nhiều, đám lớn rồi nhưng mà chưa có nước trên đồng. Bây giờ đất nó khô quá rồi mưa cái rút đi hết trơn. Ủa chỗ giờ cho nó bóng tối nằm cho nó im rồi anh ba. Có gom nữa. Không, cái miệng lò to. Ủa cái dĩ nướng đâu ta? Đó có gì coi có chương trình gì mình lấy dĩ ra. Lại đây nè bạn. Rồi. Rồi. Đây nè, lộn qua đây nè, lộn qua giò anh nữa đó bạn. Đứng yên. Có qua đó rồi đó. Ném mà cứng như vậy. Coi lùm nó đó, từ từ anh hai. Rớt anh bà đi. Rồi. Hút nó đi. Hút. Dính giò. Dính rồi. Hay quá, tính ruột chứ. Nào thương liệu. Mới xuống dạch rồi hắn nhảy ra cả nhà. Rồi nó đính đây rồi. Em đầu tiên. Lắp luôn nha. Lắp đi. Mới đào có hai dũng gì nó bay cái díu. Mình lội qua kinh không kịp. Anh ta xuống sông đây giúp nhau nè. Bên đây còn khô trắng hết trơn luôn nè cả nhà. Trời nó không có ướt. Mưa tới nó lạnh. Trời ơi nó có nè. Hả? Nín đi, nín đi. Rồi có hả? Đừng lo. Đừng lo. Đừng lo. Lên đừng nữa. Chạy được chạy được không? Có hai nữa. Hút hết cái dừa, hết cái dừa rồi. Đẹp quá. Xuống đi anh ba ơi, để hồi thánh liệu ẩm anh xuống tắm. nhảy. Ê, sợ bị ẩm xuống tắm. Cái mối. Đây cái hang gì bên đó bự vậy? Chơi mày lại nữa hả? Đây đi đi. Đây nè. Ừ. Chức nóc ba. Làm gì tự dặn vậy anh ba? Làm gì tự dặn vậy? Sao còn mát nữa. Sợ bị ẩm. Sợ bị ẩm. Tôi biết mà anh ba. Giờ đắng gửi đồ nói sao thế liệu? À. Nói sao nói với gấu gấu hồ tao không xong đâu, người ta gửi đồ đặng tao lại tao tắm. Đặng hồi nó cũng ẩm tao xuống à. Tại nãy quên cái gì bỏ theo không xuống. Cái quất từ hai đầu nữa rồi. Dấu bớt cái tên rồi. Bữa nay mặc món đã ta. Không có chục thì ta đào. Ui chiến lửa. Ngày mà ở đây tối nay mưa đêm thì sao? Lạnh. Đấy, lặn luôn. Đâu. Trời ơi, nó làm khúc này. Tối lặn đâu rồi nha. Con nha. Nhỏ. Đâu? Bắt nó. Trời ơi, trời này lấy được rồi, anh ơi. Lấy trong sau tôi kẹp. Đây chạy được. Chứ còn lần này mà chưa lặn. Đây nè. Anh chạy tôi thấy ghét luôn. Chết luôn rồi. Anh ba cho chuột uống nước chết nữa rồi. Nữa hả? Đưa dũng rồi. Vô đó, gì bạn? Hả? Bắt hàng này cái gì cưng?
Vậy giờ nó xuống mấy đó. Nhảy rồi nè. Nhảy rồi đó. Đó đó lặn qua đó rồi đó. Bằng đó đó đi bằng. Nhảy đâu? Nhảy đây nè, trên đó tàu trên đó nhảy xuống. Bằng đó nó đi. Phải, phải. Có. Phải. Có ủa, gì mà không phải được. Có con gì nhảy. Có hàng. Chuột chứ dễ gì hết. Hai bắt được chuột này chiều ăn nha, cứ bắt hộp rồi nhảy ăn nhau. Phải chuột chạy vô chỗ khác ngon cả. Đi điện năng đi. Có khi nào đi mưa trời không có ai lấy lo lại luôn. Xin mưa là có lo à? Hai cái luôn. Mưa là có lo à? Đâu người ta lấy lại đó. Còn mưa là có à? Kè lên dí tiếp kìa. Chuyện anh đừng có lo. Anh đừng có lo. Anh để đó em lo. Chuyện anh đừng lo, ta có lo. Anh bờ luôn coi. Vô đâu? Làm tung tung coi. Kè coi. Cái gì? Chỗ không anh bờ đâu, cái mưa nè. Bao ôm đây nè ba. Lên. Mấy cục đầu. Ơi, cái gì đâu. Có ớt xanh kìa bà. Họ bắt con ớt đó. Đập cò tôi á. Ớt xanh trên bà kìa. Sao dưới này kìa. Đâu, khác. Có hàng đây cho bạn ơi. Chuột có ghe. Bà lại hết đó. Còn nữa không? Ai ơi! Nhưng khổ lên sử dụng tốt. Nó mà không sử dụng trong cái điều. Bắt không được con ếch đó, nó lại bắt ếch nước cỡ này. Anh châu ơi! Giờ cho ăn rồi cho bò. Bắt này bắt ếch mới đã. Cái kênh bò hổm và kênh đó ếch nhiều lắm, nó như vậy ếch đâu, chuột nhiều nữa. Kinh nào? Kinh nào? Bắt chỗ bẻo xuống đó, thì bắt rắn á. Có cái lóc là có lý nhau. Dính không? Ô! Có lý đó. Bằng. Có lý á. Cá lóc quá khủng cả nhà ơi. Cá lóc hoài không thấy luôn. Thử coi vài con cỡ đó biết cái cảm chua chúng ta không? Cá lóc tơ. Anh ba ơi! Cái bụng binh gì đâu mà giữ thằng cái này vậy. Bị gọi cho bá luôn á. Cái hai thỏ cái vợ vô không cùng trời. Chụp cái lóc. Để đi nó mạnh quá, nó dãy em chịu không nổi. Nó thấy không? Quá thấy không? Chạy cái lóc rồi nữa. Chứ toàn đâu mà ăn, xảy rồi còn đâu mà ăn. Phải 5-7 con rồi. Này là ổ chim mà. Ổ gió bên đó thổi diện đây mà hạt cái ngươi vậy nó. Ổ chim con chắc chó. Chim chắc chó. Này ra nó mới làm chưa thôi. Đó giữ dịch ưa bắt ổ chim gì. Gió không đông gió rồi. Lên vậy rồi. Thấy cái đuôi chuột nãy em dở lên đi rồi. Thấy rõ ràng cái đuôi nó nằm mà. Trời ơi. Kìa, lộ nè. Lẹo, bảo lên kia anh hai. Đó, nó leo lên chỗ cái dừa đó. Đó, lộ lại đó, nó leo. May rồi. Dạ, dạ, dạ. Bắn đuôi mà, leo cả xong. Rút nè. Ây da. Dừng khúc dữ. Chưa. Ơ trời chuột à. Chuột bự chà bá luôn. Ta kiếm cái lỗ tai. Đuôi. Nó trong mà ở mà ở ngoài. Vậy mới đào không có. Thấy cái đuôi quá gàng mà. Mày có cái hang bự lắm nè anh Liệu ơi. Trên gốc dừa nè. Không có đâu, ở dưới sao. Hang này dữ lắm nè, bước lên coi nha thì. Bỏ đi, hang trên đó đậu. Mệt mà không có nó chết luôn á. Phải thà là kiếm bài vậy bồ. Lên về. Đây nè, trang nè. Phẩm á. Ừ. Dữ lắm anh hai, anh hai thấy anh hai dữ lắm đó.
Đi không bán trở lên Thánh Liệu ơi. Có mấy giờ sẵn cho bạn bơm bằng. Đâu mấy đâu. Có máy có tay quay đâu bơm. Cái này sao anh hai? Hai con đủ ăn. Con đủ ăn. Có tay quay đi. Thắt gì mà thắt dữ gì hả? Có máy này đi, vậy tao chuẩn bị bơm rồi đó. Hả? Đặt đầu kia lại ba. Ôi trời ơi. 36 người phải 6 con. Đây đây để tôi chọn nào cho. Phải thầy dính luôn cái máy nữa. Con nói tao đây. Ừ. Đưa giùm mượn anh hai. Dính đâu đằng. Con đi. Anh ba. Đi. Tôi còn ăn đồ họ đâu vô chó. Nè, anh kêu comment được không? Đó. Con gì vậy? Con gì vậy? Con chuột nhung, bự lắm, chuột nhung bự lắm. À, quá trời chuột nhung ơi. Rồi. Đừng cho lặn nha mấy bộ. Mới thấy chạy vô đây con chuột cơm. Sao ta? Để dậy chứ sao? Anh ba thủ lại đầu đằng kia anh ba. Xuống dưới luôn anh ba, xuống dưới luôn. Vòng qua xe lưng em xuống dưới đem dĩa xong đây nè. Quá trời chuột con nhung bộ. Thấy nó phải không? Thế có chuyện gì cho nó vô hang bộ. Không có hang. Không có vô hang. Rồi từ từ tới đi chứ sao giờ? Anh ba hít vô. Anh hai qua đây phụ nè. Hít vô. Hít vô anh hai ơi. Này tắt ra cái gì trắng nó rồi. Mà chỗ nào đánh lẹo? Cục quá đó hay vậy? Anh ba đừng quậy anh ba, chỉ đứng coi thôi. Cục quá đó hay vậy? Vô hang rồi. Vô hang rồi mày mập rồi. Mình mày ơi. Mập mình đi rồi. Thì tới cái cỏ ngoài nhảy tích chào đồm nè. Thấy phải nó không thánh liệu? Mà đó. Vô hang còn kín ngắt không à. Gì anh hai? Tao đập đó. Ồ cái đường mộng, vô cái lỗ nằm cho bá nè. À có cái lỗ nằm nè. Bên đây cũng có lỗ vậy rồi sao? Anh hai bình đi anh hai. Nãy thấy con gì chạy vô đây nữa nè nha. Đừng coi hang áp cho nó lẹ đi. Lên trên đi, lên trên đi, coi hang đi. Thấy xà bún nha, dọn bá cỏ đi coi. Nãy anh thấy con gì chạy vô đó nữa đó. Hết, hết. Mình xúc phạm chỗ cái chạy đi nha. Anh hai bình cái hang này nè, nè. Trên đây nè, nè. Một tay. Đó, cái hàng nó đi vô phải không? Ừ. Đi này tôi thắng liệu quá đó. Nếm lại đi. Nếm chị. Anh để em chụp hộp con chuột chạy chơi. Anh dặn em luôn. Tính thắt rồi đó. Đuôi hả? Đuôi hả? Đuôi vô anh hai vô đó. Đâu rồi anh hai? Nó đập bịch rồi. Đi đó. Để ăn hả? Thánh liệu nóng rồi. Hai á, lẹ. Dạ. Có bít rồi. Rồi. Thánh liệu nóng rồi kìa. Ôi, thằng Bằng ơi. Nhìn chưa? Chuột cũng nhum nữa. Quả dữ. Nó còn không? Đào thử nó. Tiệt chiêu cuối cùng. Chuyện cặp đó. Ừ, mày chạy con. Mày chạy gì con? Ốm gì ốm? Không có ăn nữa. Mày chảy vô. Chuột đó là chuột tơ mà. Chuột cái. Bé rồi. Thấy không? Ngay chắc anh hai luôn thấy không? Ờ, lắm cổ tay. Có chừng còn con nữa đó. Hết rồi. Quá dữ. Chị chủ này tính ra nó giả kìa, nó không tính kinh, nó lặn kìa. Đó là điều rồi. Nó lặn thì sao mình bắt được. Không, nãy anh thấy con gì chạy vô đây nữa nè. Nó nắm đu rồi kêu bằng lại. Thánh liệu. Đây có hang nè. Có con gì chạy vô á. Bờ cao lắm, đào mệt nữa. Đào đẩy. Có chuột đào rồi, không có rồi sao đào. Con gì? Con gân mối á. Cái comment lên sắc giả. Buồn quá. Tẩu đãi. Đủ ăn rồi. Phú mềm. Đủ rồi. Tính không đủ ăn mà cũng đủ ăn hả? Ừ. Tính bên đây quậy, tại chạy không rồi. Việc thích mắt. Mày chạy không rồi. Đi trở lên. Đi. Đi. Có gì ăn? Có gì đâu ăn. Trời chuột này mà bự mập ơi, bằng cái chuột bò hổm á. Ừ.
tình lụm được con chùa. Vô tình lụm cái bóp. Hai lụm chùa con không có bóp gì hết trơn. Nói trời nó bươi gì dữ vậy. Tống nó đại đó phải không? Đội ông đội sống mơ với anh liền. Trời đâu mưa đâu, trời nó còn cao lắm. Về đắng tắm anh bạn. Tắm ở đây nó sạch hơn á. Ờ, tắm đây rộng hơn á. Ở đây vậy thì tới đắng khô rồi. Đây nó sạch hơn trong á. Đây nó sạch hơn trong á. Mấy quần thôi. Anh quả được ba con chuột rồi cả nhà. Con cũng nhum hai con chuột cơm. Chạy lấy áo rồi. Áo chỗ xe xin nữa. Mấy anh em chưa soạn đang chuẩn bị cắm câu. Thì cái khúc nấu ăn chắc hồi mình làm bên kênh Dân Sinh Đoàn cả nhà ơi. Thì mấy anh em cắm câu xong rồi mới lại nấu ăn. Thì video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.